gia dách hải quan chính ngạch chính chủ sang trên toàn quốc. Mình giới thiệu sơ lược qua mấy cái gia dách cho anh em nha. Cái đầu tiên là con 202, máy ghim chưa trẻ, mình dọn loại motor giá 330 mấy triệu. Cái kế tiếp 22345 là 2000, dọn lại xe thùng 20 giá bán có kèm biển số đẹp 350 mấy triệu. Con màu vàng thứ nhất là con này, 201, máy chưa trẻ, dọn lại xe thùng 20 giá 330 mấy triệu. Con kế tiếp là 201, máy chưa trẻ, 4 món ăn chơi, full đồ chơi theo xe đồ xịn, giá 340 mấy triệu. Con 34567 thì anh em gần quá rồi, cái này là xe thùng 27 hải quan chính ngạch. Xe thùng 27 hải quan chính ngạch thì khá hiếm ha, mã đeo biển 3567 nên giá nó đang chào bán là 850 triệu. Mình bên cửa hàng xe máy HK Team Cần Thơ, số 40 đường Ngô Sĩ Liên, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Bên mình bán xe thì có hỗ trợ trả góp, trả trước 70% giá bán của cái xe mà nè khách chọn. Bên cửa hàng sẽ hỗ trợ vay ngân hàng cho khách 30% còn lại, thời gian tối đa là nó thời gian nó dao động từ 3 cho đến 6 tháng cái số tiền còn lại của khách đó. Bên đây là tay ga, biển số đẹp, giá nó dao động từ 5X, 6X, 7X, 8X, 9X, 10X, 10 mấy X cũng có. Rồi, mình chào các bạn, hôm nay cái clip này mình chỉ giới thiệu về gia dách thôi nha.